Mẹ Ti, mình sẽ đi mua thêm đồ nữa. Em phấn khích không? Em rất là hào hứng. Lát qua đó em thử đồ cho anh coi. Ok anh, em sẽ thử đồ cho anh coi. Lương của huấn luyện viên hả, 3 cặp 3 đồng năm nay hả, chương trình cho 10 cặp 10 đồng luôn thôi. Đây mọi người tình yêu nè. Em đi đi đâu? Dạ. Đã hẹn cá chưa? Đã hẹn cá chưa? Chính nè. Rồi. Em ăn đưa rồi mà. Em thì nhận lòng hảo tâm cho người không ăn thôi. Anh quên mua cho anh mất tiêu rồi. Anh quên mua cho anh rồi. Này, buồn quá. Buồn quá. Anh quên mua cho anh. One hour later. Tới nơi rồi, tụi nó nhờ chở đồ giùm, bây giờ tụi nó đi đâu rồi, phải xách đồ cho tụi nó là cho giả mang không? Nặng quá. Nhanh lên Bobby ơi. Bây giờ á, mình sẽ tiếp tục đi mua thêm đồ cho mọi người nữa. Năm nay nhiều hơn năm ngoái rất nhiều nha. Bây giờ á, chờ tụi nó tụ họp đầy đủ, mình sẽ dắt tụi nó tới một chỗ như thế này. Lát Bobby sẽ dắt mọi người vô đây để mua đồ lót, chăm sóc từ trong tới ngoài luôn. Cho Nai Ti hả thử đồ trước mặt mình coi luôn. Chết chưa Nai Ti ơi. Ok, sáng giờ mọi người đi mua đồ, mọi người có thấy vui không? Vui. Mọi người có muốn đi mua nữa không? Vui. Ok, chúng ta sẽ tới cửa hàng kế tiếp, ok? Hết cửa hàng. Hết các cửa hàng tại Sài Gòn. Anh hy vọng là mọi người cũng sẽ tiếp tục giữ vững cái nhiệt này. Và mọi người hả, giống như nè, thấy không? Black đã mang đôi giày vô liền, đúng không? Thích, Apple cũng mang đôi giày vô liền, ok? Bây giờ món hàng kế tiếp mọi người cũng mang vô liền luôn, đúng không Nai Ti? Dạ đúng. Đúng. Đúng vậy. Ok, chúng ta sẽ đi mua đồ lót Calvin Klein. Vô đi, vô đi. Cái này. Em nghĩ sao về điều này hả Lập Hiên? Em không thể tin được. Em không thể tin gì. Tại sao anh Willy? Anh chăm sóc em từ trong ra ngoài, em muốn gì nữa Lập Hiên? Wow. Đây em nghĩ sao đó với em? Dạ em nghĩ là em rất là thích anh, nhưng mà có mấy bạn nam em hơi ngại để em mà em lựa những cái em cực lựa. Vậy thì anh sẽ tạm thời né em ra để cho em thoải mái lựa chọn, ok? Dạ ok. Cái nhìn nó cũng lót lắm nhỉ. Anh quay cho anh. Đừng. Em nghĩ cái này là phù hợp với ai trong team mình chơi? A tê. A tê mà cái không, thôi không, rồi. Không nha, không chút thôi. Em đã chọn cái này rồi nha. Em nghĩ sao A tê? Vậy em với anh mặc cặp đi biển được không? Anh với em mặc cặp một người gái đi biển. Mấy em gục luôn á. À, anh chọn bộ này hả? À, không không không, ý em hỏi anh đấy, người anh đừng có gượng ép qua em, không, điều này không thể. Hoàng Anh, em thích cái đó hả? Dạ vâng. Vì nó rất là mạnh mẽ. Lát em mặc cho anh coi nha. Dạ thôi ạ. Anh tới. Nhưng mà anh dám mua cái không? Dám mua cái em lựa xoài to em mặc chung anh luôn. Ok, anh với em sẽ mặc chung một cái.
làm cái tấm hình cùng kiểu anh với em mặc chung cùng kiểu. Sao rồi Free, em mua gì rồi? Em mua hai cái áo và một cái quần. Ồ, khó chọn này phải không? Dạ, em chọn cái này vậy là một cái này để dành thôi lộ khoe. Còn này để đúng cho. Còn này tí em mặc cái. Em lựa cái nào mà lát em mặc cho mọi người coi được á nha. Thôi đấy, em hứa rồi, nãy giờ mọi người nghe anh ghi là hết rồi. Em hỏi em thay luôn vậy hả? Thì không, nói chung là em thay ra để mặc cho mọi người coi đó, vậy nha. Em hãy sẵn sàng cho cái đó đi. Thử hết rồi. Sao? Dạ. Ra đây. Thử em coi cái quần coi. Anh đi quay mấy bạn đi, hồi để anh sẽ chứng kiến được. Em cứ đi ở đây thay. Ok. Anh đừng có rình nha. Thay. Ghê chưa? Ok em. Em ok. Em lựa được lót chưa? Vâng, em lựa rồi. Để em thôi thôi ạ. Coi em này không? Ai em nói vậy? Dạ, ai ạ, thằng Tây Vi, ai đâu, thằng Hoàng Anh. Ủa, sao hai đứa lại vô chung một chỗ? Dạ, tụi em nhìn thấy quen rồi. Cái gì? Hai đứa trong một chỗ hả? Thì bộ đồ này quá là official luôn, em đang sẵn sàng bước vô cái gian phòng đó làm việc ngay lập tức luôn. Quá clip. Tuyệt vời. Rất là buồn đấy ạ, chỉ chọn một trong hai cái thôi. Còn đồ lót thì sao? Đồ lót thì lấy rồi ạ. Đâu? À, không được, cái đấy không thử được. Nãy giờ mọi người đều cho anh coi hết mà. Trời ơi, cho TBO kìa. Đây là chiếc Baby Train của Baby Gang. Đôi có thể mặc thay của lót và có thể đi biển được ạ. Sao, có vấn đề gì? Dạ không có gì, nói chung là em vừa tìm được một thứ rất là ưng ý. Đó là bộ đồ bơi. Anh thấy cái đồ bơi đó nãy giờ em đi tới đi lui mà. Dạ đúng rồi, em mới thử xong anh nó vừa khít em vừa tìm được thứ này. Anh vừa khít luôn. Yeah. Em mới tìm được thứ này. Sinh ra là dành cho em á anh. Thấy em đẹp không? Đấy, này là chỉ mới áo thôi nha. Tí em mặc cái quần. Ok. Anh chờ cái quần của em nha. Yeah. Em lựa được đồ cho Nai Ti. Em lựa được rồi. À, theo như lời hứa là em sẽ vô thử đồ cho mọi người coi đó nha. Bây giờ em mới lựa cái đồ thử. Bây giờ là em lựa cái đồ mặc. À. Thôi nhưng mà đồ lát đó nha, đồ lát đó nha. Ok, em sẽ cố gắng. Em lựa đồ xong hết chưa? Em chưa lựa được cái gì thế. Ủa nãy anh nhớ em thử gì đó mà. Một chiếc quần quá đẹp nhưng mà nó không thể nào cân bằng được cho em. Sao giờ em bị mất cân bằng hả? Vâng. À. Dữ quá Lập Nguyên ơi. Trời ơi, Lập Nguyên sẽ ăn mặc như vậy đúng không? Dữ, dữ. Chỉ cần em tin nó là của nam rồi, nó là của nam. Đúng. Chỉ cần em tin là em có thể mặc nó ra đường nè, em có thể mặc nó ra đường. Dễ thương á. Anh thích cái quần đó đó. Trái trái. Vậy em lấy bộ này, em thử cái em bước ra cửa cho anh một phát ở đó được không? Dạ ok, em tính là em mặc không này chạy em nhau ở đây mà em nghĩ là cũng được. Vậy nha. Ủa em biết cái này có nữ không á? Trời trời. Sao em mặc rồi, ai dám mặc nữa? Em mặc đỏ mặt luôn trời. Cái đó của em rồi đó. Ok, để coi anh em sao rồi. Anh Quỳ, anh thấy em ok không anh Quỳ? Anh thấy em. Em full set luôn. Trời ơi, dễ thương quá à. Đẹp rồi đó em. Yeah. Em đúng là hả, có số người mẫu đó. Free sao rồi Free? Em đã chọn xong. Free đã chọn xong. Em mua 2 cái áo, 1 cái quần xì. 9 màu trắng. Em mua quần xì màu trắng. Yes sir. Rồi, giấu mặt anh coi coi. Đây là tiếng quay cảnh em thật hết à. Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Em vẫn chưa được chọn được cái đồ để mà thử nè. Em chỉ chờ cái quần lót của em thôi. Từ từ đấy anh. Oh, Free đi rồi. Trời ơi, nhìn cũng lịch sự quá nè. Yes
Anh em ai có gu thời trang lại nhận xét Free giùm anh cái coi. Free nhìn ok không Baby Gang? Ok á, ok đấy. Yeah. Lấy cho anh cái ống ngực màu hồng hồng để coi Free mặc vừa không? Trời gì mà thấy đó. Ôi vừa luôn đấy. Mặc vừa. Không cài được đâu. Ê, Baby Gang, lấy cài cho Free coi. Quá mệt mỏi nó thế giới này rồi. Trời ơi. Trời ơi. Okay. Wow. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Nhưng mà em bị lên cái là sao, lên nhiều không? Lên rất nhiều, so với vòng 1 thì em lên rất nhiều. Thôi, tập thể dục nhiều vô. Buồn này nhìn được ghê ha. Em cũng lãng tử phong trần tay trẻ lạnh á. Có mặt thử cho mọi người coi không Black ơi? Giống em hả? Giống luôn. Vậy hai đứa mặc quần cặp hả? Cặp luôn anh. Dài cặp mà quần cặp luôn. Black hai đứa mặc thử anh coi coi. Ok anh. Được. Tại vì mất khẩn. Em đang lỡ túi tại vì ước mơ của em là ba lô. Nhưng mà tình huống của em nghĩ là số phận không cho em mua ba lô nên là em sẽ lỡ túi chép. Bởi vì đa số là kể cả anh Black cũng thấy em mang túi chép rất hợp. Đây, đó là một ví dụ. Em clean. Mình đang coi cho cái mẫu màu cam nữa, mình thích cái màu nổi. Và ở đây có thể đáp ứng mọi nhu cầu của em. Kể cả cái quần size XL. Thì nói chung là vậy đó. Gì vậy? Em có mua cái gì ở sau lưng không? Em mới đầu muốn tính mua gì đó cho mẹ em với lại bà em. Nhưng mà em thấy thì cái này nó hơi trẻ quá cho nên em suy nghĩ lại, em dành hết tiền Huy để mua cho em luôn. Thì hiện thời Huy có một cái quần được tặng bởi Arthur. Arthur tặng cho Huy cái này, cảm ơn Arthur nhiều nha. Gì cho tới thời điểm này khi mà gần đi rồi thì vẫn chưa thấy Nighty mặc quần thử. Chưa, tại đang đợi tính tiền anh ơi, đâu có đồ đâu mà thử, trời ơi. Giờ em lấy vô em mặc thử anh coi coi. Anh Nighty à? Anh Nighty. Anh đang tới quần hả? À vậy thôi anh xong đi rồi ra đây em đưa anh quần xin. Để anh mặc vô cháu lịch sự. Đi lấy. Giờ màn trên của mình tới đây là kết thúc. Tôi thấy hiện tại tất cả mọi người đang rất là vui vẻ và tận hưởng cái buổi shopping mua sắm của mình. Hy vọng điều này có thể giúp các bạn vui vẻ hơn trong những ngày thi đấu mà áp lực. Cố lên Team Warwick. Ê, em bỏ gì trong đó đó? Em bỏ gì trong đó đó? Đứng lại chơi, em không được hành động như vậy. Em bỏ gì trong đó đó? Em không làm gì hết anh ơi, nãy em đi vô đó cũng kêu đó, ai cũng kêu kìa, ai cũng bị kêu hết trơn kìa. Rồi. Vậy là đôi giày nó có chiếc đó. Rồi đi. Yeah yeah. Yeah yeah. Ủa sao còn hai đứa vậy? 1, 2, 3. Lão đại ca. Các bạn hãy nhìn xem, đây là nỗi niềm hạnh phúc của một đứa trẻ. Nó chỉ tập trung vào những gì nó yêu thích. Sự tập trung cao độ. Thank you.